Rồi hiện nay anh hướng dẫn cho các bạn một cái phần nữa, đó là mình test website relationship ha. Khi mình làm website thì rất là quan trọng cái vấn đề mà nó sẽ tương thích với tất cả các trình duyệt cũng như là các thiết bị. Thì ở đây hôm nay anh hướng dẫn các bạn về cái testing website trên cái các thiết bị màn hình. Ở đây thì anh có thường thì anh làm như này. Mình cũng sẽ dùng Google Chrome thôi. Nhưng mà thường á, ở cái Google Chrome mặc định á, các bạn sẽ không có được cái màn hình đầy đủ. Ví dụ như ở đây anh có rất là nhiều loại màn hình mà mình phải test và nó sẽ hiển thị tốt trên tất cả các loại màn hình thông dụng này ha. Thì để mà có được cái phần màn hình này, thứ nhất chúng ta phải có được cái thiết bị, kích thước thiết bị, chiều rộng, chiều cao của màn hình. Thứ hai nữa phải thêm màn hình và đặt tên cho nó. Ở đây thì mình nhìn sơ qua, anh có cái màn hình như là iMac Retina nè, màn hình rất là lớn khoảng 27 inch đó. Desktop ha, MacBook Pro, laptop Size M, laptop CS, iPad 12, iPad 10, 10, iPad Pro 9, iPhone 13 Pro Max, iPhone 11, iPhone 12, 13 Pro. Ba cái thiết bị này là nó bằng kích thước với nhau. Viewport ấy, kế tiếp đó là iPhone XS, rồi 13 mini nó cũng bằng với nhau. iPhone 11 Pro, 12 mini, 678 Plus. Và cái cuối cùng là iPhone 6 là cái mà khá là nhỏ. Và cái nữa đó là Galaxy S9. Galaxy S9 cũng khá là nhỏ đây. Các bạn có thể thấy là 360. Thì mình sẽ support tới cái màn hình tối thiểu là 360 pixel. Thì tại sao anh có những thông số này? Nếu mà các bạn dùng cái trình duyệt mặc định là Chrome thì những cái phần này nó sẽ có ở đây. Nó sẽ có dưới này nè. Mình có thể check chọn. Ví dụ mình muốn là Nokia N9 hay là iPhone XR, iPhone SE thì các bạn có thể chọn. Nhưng cái màn hình của nó, cái viewport của nó trên trình duyệt nó không có đúng, bởi vì nó tính luôn là bao gồm các cái phần bên dưới ha, bao gồm các phần thanh công cụ, rồi những cái phần ở bên trên nếu mà trình duyệt đã có. Ví dụ như laptop, ví dụ laptop anh đang xài đó là MacBook Pro thì kích thước chiều rộng của nó là 1440 pixel nhân cho 900, nhưng chiều rộng nó bằng nhau nhưng mà chiều cao nó lại khác. Chiều cao thực tế nó là gì? Chiều cao thực tế là nó trừ ra cái phần trên này nè, trừ ra cái phần cái thanh ba trên này nè, trừ ra cái phần này ha, cái tab trên này, và trừ đi những cái mà nó ngoài cái vùng của mình. Thì đây thì mình chỉ tính là từ đây xuống tới đây thôi ha. Website là đây là vùng hiển thị website chứ đó đâu cũng hiển thị trên này đâu. Nhưng mà khi mình test trên các trình duyệt như là test trên cái giả lập Chrome á, thì nó sẽ cộng luôn phần này, thì thành ra từ đây xuống đây là 900, nhưng thực tế của nó là từ đây xuống đây thôi chứ nó không có được 900 ha. Nếu nếu mình tạo một cái viewport, tạo một cái thiết bị mà nó là 1440 nhân 900, mình nói là MacBook Pro nó như vậy thì nó không có đúng, không chính xác. Nếu mà chiều rộng không á, dự án của mình không quan tâm tới chiều cao thì nó không vấn đề gì. Nhưng mà có những dự án mình rất là quan trọng ở cái chiều cao nữa, ví dụ như những dự án mà nó có full screen thì lúc này phải check chiều cao để cho nó hiển thị làm sao mà chiều rộng chiều cao đều tốt nhất có thể ha. Thì ở đây anh sẽ hướng dẫn các bạn về cái thêm một cái thiết bị vào cái Chrome. Ở đây mình chọn là phần này đây ha. Ở Ribbon này thì mình có thể là gì, kéo giãn, bởi vì nhiều khi mình lập trình trên cái máy tính mà màn hình nhỏ đó, mình có thể là giả lập ở đây 75 à, 75 thì nó sẽ scale lại 75% thôi đó. Ví dụ bây giờ với một màn hình của anh chỉ có 1440 thôi, nó rất là nhỏ ha, mà bây giờ anh muốn test màn hình là một cái máy tính lớn, ví dụ như Retina, hoặc là một màn hình 2560 nhân cho 1440 ví dụ vậy, thì bắt buộc phải dùng giả lập thế này thôi chứ mình không có thể nào mà mình làm cách khác. Còn một cách nữa đó là mấy bạn mua cái màn hình giống vậy ha, màn hình bằng với kích thước 27 inch ví dụ như vậy, thì cái đó là nó không khả thi lắm. Tất nhiên là nếu mà bạn làm ở công ty hoặc các bạn đang có sở hữu một cái màn hình lớn thì nó tuyệt vời, nhưng mà nếu mà mình chỉ đang dùng laptop thôi mình phải dùng giả lập Ribbon này. Cái nữa đó là giả lập bằng cách Ribbon kéo cái này ha, kéo kéo từ từ vô kéo à, mà tất cả các vùng mình kéo vào nó đều phải hiển thị tốt đó. Thì đó cũng là một cách à, mình kỹ mình làm như vậy, đó là một cách. Nhưng mà ở đây thì mình để biết chính xác hơn, bởi vì iPhone màn hình thì có nhiều loại khác nhau chiều cao nữa đúng không? Còn đây mình đang kéo thì kéo chiều rộng thôi, kéo chiều rộng thôi. Nhưng mà mình muốn là hiển thị các loại màn hình như thế này, mình phải thêm nó vào. À, thì bây giờ mình thêm vào bằng cách là mình chọn Edit, thêm bằng thủ công ha. Chọn Edit, sau đó mình chọn là Add một cái Custom Device. Ở đây mình chọn là
mình chọn ví dụ anh thêm một cái iPhone 8 đi, rồi bây giờ mình điền kích thước vào và điền chiều rộng chiều cao vào, sau đó mình add vào thế thôi. Ở đây thì nó là mobile phải không, iPhone 8 thì là mobile, mình chọn mobile. Còn nếu mà mình thêm một thiết bị desktop thì mình chọn là desktop ha. Như vậy thôi là được. Ở đây anh đã thêm rồi nên không thêm nữa ha. Ngoài ra thì ở đây thì anh có những cái kích thước màn hình để mọi người thêm, tất nhiên là mọi người sẽ về thêm tất cả cái này, thà là mình thêm dư để mình test cho nó dễ, chứ mình thêm thiếu thì đôi khi nó cũng không tốt. Và sắp xếp vị trí, bởi vì cái phần hiển thị ngoài này nó sẽ sắp xếp vị trí theo cái bảng chữ cái ABC á, thì lúc này anh đặt thêm cái AB, ví dụ Retina, iMac Retina là màn hình to nhất ha, màn hình rất là to. Đây anh cho 75%, 100% thì không đủ cái màn hình để hiển thị, 75 cũng không đủ, 50% thôi đó. Lúc này thì không đủ luôn à, bây giờ phải chọn xuống nữa. Ở đây thì fit window nè, mình chọn nè ha, nó sẽ fit cái khoảng mà mình có được thì nó sẽ giả lập là 44% thôi. Ở đây là 5 2560 và nhân cho 1336, nó đã trừ đi cái phần trên này rồi nha, trừ đi cái phần ở trên rồi, nó chỉ hiển thị cái vùng hiển thị ở trong cái website của mình thôi. Thì lúc này nó là như vậy. Và ví dụ anh chọn desktop thì đây nó sẽ sắp xếp à, chứ nó không có, nó sắp xếp từ màn hình lớn, từ màn hình lớn cho tới màn hình nhỏ nhất à, thì ở đây nó không có sắp xếp được bằng một cách là đơn giản như kéo thả, kéo di chuyển vị trí, mà là nó sắp xếp theo ABC, nên mình phải đánh số khi mình đặt tên bên cái thiết bị á. Khi mình đặt tên bên này nè, mình thêm một cái thiết bị đúng không, mình thêm A thì nó sẽ A đó, rồi tên thiết bị, đó là cách anh đặt ha. À, các bạn có thể là đặt từ A, B, C tất cả theo cái bảng chữ cái thì nó sẽ ra được như vậy để cho mình dễ thôi, chứ mình nếu mình không đặt á, nó sẽ hiển thị theo chữ L, M, D, I thì nó sẽ hiển thị rất là không rõ ràng, nó rất là lộn xộn, nên là anh đặt theo thế này để mình có thể check từ từ lớn xuống nhỏ ha, từ lớn xuống. Với laptop thì nhỏ nhất là viewport cỡ này, 1280 x 696, đó là màn hình khá là nhỏ ở hiện tại rồi, ở desktop. Rồi sau đó tới iPad ha, đây là những màn hình đến năm 2022 này là thông dụng. Tất nhiên là về tương lai thì mình sẽ có những loại màn hình khác, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đây là những cái màn hình mà thông dụng nhất, và các bạn chỉ cần làm tốt, hiển thị tốt trên tất cả các màn hình này là được. Thì để có những cái size như thế này thì các bạn có thể lên cái trang CFD Circle, anh có một cái bài viết để các bạn có thể là thêm vào ha. Ở đây rất là rõ rồi, bài viết nó đã có ghi đầy đủ hết cho mọi người, nên các bạn có thể lên đây và tạo cho mình một cái trình duyệt như vậy để mình có đầy đủ thiết bị để mình test ha. Ngoài ra thì mọi người có thể dùng cái Blitz này thì nó sẽ bị một cái rào cản, đó là nó tốn chi phí, nó chỉ cho mình thử được 3 ngày, sau đó mình phải trả hàng tháng hoặc là trả hàng năm, nó khoảng hơn $200 cho mình mua đứt. Còn nếu mà hàng tháng thì hình như là $9 một tháng, 6 đến $9 vậy, anh không nhớ. Thì ở đây mọi người có thể chọn tất cả các thiết bị, rất là nhiều thiết bị à, rất nhiều thiết bị trên này, đây rất nhiều thiết bị à, để mọi người test ha, nó có ra như này luôn à. Nhưng mà với dev của mình thì chắc ở Việt Nam mình thì ít các bạn nào mà trả monthly hoặc là mua đứt cái một cái vấn đề gì đó mà cho công việc của mình. Thì nếu mà các bạn không có mua thì bạn đóng nó luôn, mình không xài nó, mình chỉ cần qua bên đó mình lấy kích thước đem về cái mình tạo ra cho mình một cái như này rồi chưa, thì để mình xài luôn mà nó không có tốn phí. À, đó là cách để cho mọi người tiết kiệm chút xíu. Thì đó là cái cách mà anh thường xuyên testing website của mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ làm thật kỹ và test thật kỹ để mà mình có thể là cái dự án của mình nó hoàn thiện hơn. Vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn mọi người.